về đây anh em, về đây mặt áo the đi guốt mộc kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngũ khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, và về đây nghe lại tiếng nồi thơ khúc hát ban đầu. Cảm ơn quý vị vừa thưởng thức một phần của tuyệt phẩm Về đây nghe em, Trần Quang Lộc thứ 6, 12 tháng 9 năm 2022, 7:30 chiều. Thank you and goodbye.